là một gymmer gắn bó gần 20 năm trong nghề. Duy Nguyễn được xem là một tượng đài bất tử cho triết lý gymmer hiện đại và làm giàu từ những cục tạ. Một gymmer ngạo nghễ, kiêu hùng với những bài tập nặng đè đời, những rep tập khiến nhiều người thán phục kèm một chút sợ hãi. Một doanh nhân chiến binh gymmer bền bỉ trong phòng tập mỗi ngày, nhưng cũng đồng thời chinh phục những nấc thang thành công ngày một cao hơn trong xã hội. Một cơ thể Duy Nguyễn khỏe mạnh, dai lì, và cái điều gym chúa tự hào nhất đó là ăn low carb, tập như trâu, như bò mỗi ngày mà không dính bất kỳ chấn thương nào trong khoảng 16 năm thủy chung với tạ. Một kết quả thật tuyệt vời mà nhiều người ao ước. Nhưng niềm tự hào đó có thể chỉ là hào quang quá khứ, bởi một sự thật động trời, một kết quả đáng tiếc trong buổi tập của Duy Nguyễn tại BBT quận 12, tọa lạc tại địa chỉ 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Mọi thứ như chết lặng, trái đất dường như ngừng quay. Mọi người thang thốt khi nghe một tiếng rầm kèm với tiếng thất thanh của Duy Nguyễn. Tạ văng tung tóe, Duy Nguyễn ngã sóng xoài dưới đất, nằm im bất động. Ôi, có lẽ từ đây Duyên Bít không còn hai chữ Duy Nguyễn. Tai nạn đến thật bất ngờ, khi mà Duy Nguyễn đang dương dương tự đắc với sự thành công của công trình thế kỷ BBT quận 12. Sau giây phút hoảng hốt đó, trong lúc mọi người quan tâm đến sức khỏe của vị thuyền trưởng BBT, thì bất ngờ anh ta bật dậy như không. Chuyện gì đang xảy ra? Thì ra gym chúa đang quay video hướng dẫn tập gym cho mọi người. Diễn xuất quá nhập tâm và mọi chuyện diễn ra như thật. Chứ cái tình huống mà nãy giờ Duy mô phỏng bảo đảm bạn trong phòng gym chủ tre nó làm đầy. Mà chưa kể nó lên này nó lắc mà xương nó kia phạt bạc bạc phát rắc. Bệnh viện kiếm tụi nó hoài luôn. Nó phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta muốn vượt ngưỡng thì chúng ta phải tìm một cái thiết bị nào đó nó có thể cứu chúng ta. Không có thằng triệu phú nào mà nó dám lấy cái mạng nó ra nó giỡn các bạn không? Không bao giờ nó dám lấy cái mạng nó ra giỡn đâu. Nhưng mà Duy muốn chứng minh một điều á, mình yêu cái gì bất chấp cái đó, đúng không? Yêu game, yêu game. Và cái máy đẳng cấp chỗ nào? Đẳng cấp chỗ cứu bạn đó. Thôi, đẳng cấp ở chỗ là bạn không chết đó. Bậc thầy marketing, mà marketing trên chính mình. Marketing là lấy cái mạng mình ra giỡn đó. Bao nhiêu cái thằng trẩu tre nó comment clip vừa rồi để em hiểu được cái nhân tình thế thái là cái gì. Nghe, mấy thằng trẩu tre tụi mày nợ tao 1 tỷ rồi, xin lỗi. Anh ta vẫn an toàn và còn tự hào khoe chiếc máy tập VIP hàng trăm triệu với độ an toàn vô đối. Thông điệp anh ta muốn gửi đến, khi cuộc đời buông bỏ bạn, lý trí rời xa bạn, thì chiếc máy tập VIP của THOL sẽ giữ bạn lại ở cuộc đời này. Xem mà thoát tim. Nếu có bất trắc gì hay chiếc máy gánh đùi của THOL không được tốt như Duy Nguyễn quảng cáo, thì có lẽ giờ đây các bạn đã không xem được clip này. THOL tự hào là thương hiệu được Duy Nguyễn gầy dựng với triết lý một chữ nhất đời gym. Và chỉ có Duy Nguyễn mới đủ tâm và tầm để thực hiện hóa hoài bão nâng tầm gym Việt khi anh dành toàn bộ tài sản cả đời của mình tích lũy được cho gym và vì gym. Em mới giúp anh, cầm cái đống này đi bán cho anh. Nếu chỉ là gym vì thương mại thì không vị CEO nào dám thử máy tập theo cái cách trên và đùa giỡn với mạng sống của mình. Do đó, suy đi nghĩ lại, cuộc đời này các bạn buông lời chê bai hay ngưỡng mộ Duy Nguyễn,
Nhưng chính các bạn đã hiểu được bao nhiêu? Dù dư luận thế nào thì những việc Duy Nguyễn làm được vẫn chưa thấy được người thứ hai. Một vị giám đốc quyền lực nhưng khi đến với Jim vẫn nở nụ cười và chan hòa cùng mọi người. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.